Phương, Việt TV xin kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, hôm nay là thứ Bảy, ngày 4 tháng 1 năm 2019. Việt TV đang có mặt tại Dulles Expo, thành phố Centralville, Virginia để gửi đến quý vị một vài hình ảnh trong lễ khai mạc hội chợ xuân với chủ đề Xuân Hy Vọng của Giáo họ Đức Mẹ La Vang tổ chức. Xin mời quý vị cùng theo dõi một số hình ảnh sau đây. Giáo họ Đức Mẹ La Vang đã tổ chức hội chợ Tết thường niên vào thứ Bảy và Chủ nhật, ngày 4 và ngày 5 tây tháng 1 năm 2020. Với sự hưởng ứng đông đảo của cộng đồng người Việt vùng Hoa Thịnh Đốn và các vùng phụ cận. Dù chỉ mới tổ chức vào năm thứ năm, nhưng đây được xem là một hội chợ Tết lớn và quy mô nhất trong vùng. Đây là lần thứ năm chúng tôi tổ chức. Thì những năm trước đã có những người giúp cho rất là nhiều, các cha trước cũng như các anh chị trước, rồi có những anh chị sau tiếp nối những anh chị trước. Thành ra những cái tổ chức như vậy là đã phải chuẩn bị rất là lâu rồi, từ cái việc mà là bên trong đi liên lạc với các nhà tài trợ, lo vấn đề sổ số, lo vấn đề làm hợp đồng. Chúng tôi phải làm một cái nhóm anh chị em làm việc rất là nhiều và phải rất là công phu. Thành ra thực sự phải nói là tạ ơn Chúa ban cho giáo họ có nhiều anh chị em, họ sẵn sàng, họ phụ giúp cho chúng tôi và họ đã không quản ngại bỏ công bỏ sức ra để cho cái sự thành công trong những cái tổ chức như vậy. Còn vấn đề năm nay thì mà chúng ta lại chọn chủ đề là Xuân Hy Vọng. Tại sao mà giáo họ quyết định chọn cái chủ đề Xuân Hy Vọng cho hội chợ Tết năm nay vậy cha? Chúng tôi để cho các anh chị trong ban tổ chức, các anh chị thành viên chọn cái chủ đề thì họ mong muốn rằng những cái tổ chức như vậy nó mang tới cho một cái tương lai tốt đẹp cho giáo họ. Chúng ta hy vọng một cái tương lai mà trong đó chúng ta sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Các anh chị sẽ được có những cái tương lai tốt đẹp ở trong đó. Thành ra những điều chúng tôi mong muốn, nhất là riêng đối với giáo họ La Vang, thì rất là nhiều người mong muốn có một cái cơ sở độc lập để rồi có thể mình phát triển, mình hoạt động một cách tự do hơn. Thì đó là cái hy vọng mà anh chị em hướng tới khi mà họ lấy chủ đề là Xuân Hy Vọng. Hội chợ Tết bắt đầu vào sáng thứ Bảy với nghi thức tiếng hương. Kính thưa quý cha, kính thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em. Hôm nay chúng ta tụ tập nhau nơi đây cùng nhau vui xuân đón Tết Canh Tí để hiệp thông với đồng bào chúng ta tại quê nhà cũng như mọi người Việt Nam đang sống tha hương trên khắp thế giới này. Vâng, theo truyền thống văn hóa tốt đẹp của tổ tiên, vào những ngày đầu năm linh thánh, chúng ta cầu xin ơn trên chúc phúc cho quê hương thân yêu của chúng ta. Xin Chúa Xuân ban phúc lộc và bình an cho quê hương cũng như mọi người Việt Nam thân yêu của chúng ta, đặc biệt cho cộng đoàn La Vang, giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam của chúng ta đây. Năm nay thì mình lại làm sớm hơn những cái hội chợ xuân của những khác thì cũng như là một cái thuận lợi là người ta sẽ tới đông hơn. Nhưng mà anh có nghĩ là mình làm sớm quá như vậy nó cũng có gặp cái khó khăn là chưa có gần Tết mà mình làm tổ chức hội chợ thì nó có hơi sớm không? Nó có cái sự lựa chọn của nó, có cái hay và có cái dở. Mình tại địa điểm này mình rất là khó tại vì họ lúc nào họ cũng book. Thường là họ chỉ cho mình ngày Super Bowl Sunday và thứ Bảy bữa đó thôi. Cho nên cái đó thì lại là sau ngày Tết. Mà mình lần này họ cho mình cái sự lựa chọn trước ngày Tết cho mình thử coi sao. Nó hơi gấp nhưng mà hy vọng nó được. Bởi vì anh mới nói cái chữ hy vọng thì năm nay cái chủ đề của mình là Xuân Hy Vọng. Thì anh mong gì cho cái mùa xuân sắp tới, đặc biệt là cho giáo họ Đức Mẹ La Vang của mình ạ? Xuân Hy Vọng thì mình có hy vọng nhiều lắm. Bao nhiêu năm rồi, giáo họ cũng được 14 năm rồi. Có nhiều thuận lợi, cũng có nhiều khó khăn. Cái hy vọng chung, mà cái hy vọng mà ước mơ của tất cả các người con của giáo họ là sớm có một cái thánh đường riêng của mình.
Sau đó là phần quốc ca Mỹ, Việt và một phút mặc niệm. Toán thủ quốc kỳ tiến đến vị trí hành lễ. Kế tiếp, Linh Mục Đặng Quốc An chào mừng quan khách và các băng khai mạc hội chợ Tết Canh Tí với chủ đề Xuân Hy Vọng. Trong nỗi niềm hân hoan này, chúng con cùng với cha Phó Quốc Luân, các đại diện của ban ngành đoàn thể xin được công bố Xuân Hy Vọng bắt đầu. Phần hợp ca Ly Rượu Mừng của ca đoàn và các hội đoàn. Trong niềm hân hoan rộn ràng, trong niềm tin và hồng ân và tình yêu Thiên Chúa luôn dành cho, chúng ta cùng chúc nhau những gì lành thánh tốt đẹp nhất sẽ đến với giáo xứ và giáo họ trong năm Canh Tí 2020 này. Chúng ta không quên dâng lời cầu nguyện và cầu chúc cho cộng đồng Việt Nam nơi đây cùng các vị đại diện cộng đồng và các dự án lớn nhỏ của họ một năm mới thật nhiều thành công và thắng lợi. Sau cùng, chúng ta cùng hướng lòng về quê nhà và cầu mong cầu chúc năm mới Canh Tí 2020 sẽ mở ra một kỷ nguyên mới cho một Việt Nam bên kia bờ đại dương sớm có được tự do, dân chủ, phú cường. Xin kính chúc quý cha, quý sơ, các quý vị đại diện cộng đồng và toàn thể quý vị hai ngày của Xuân Hy Vọng 2020 thật trang hoàng và vui. Ông Lý Thanh Phi Bảo, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt vùng Hoa Thịnh Đốn, gửi lời chúc Tết đến cộng đồng trong vùng. Kính thưa quý vị cộng hương, tôi xin thay mặt cho tổ chức cộng đồng Nam Washington DC, Maryland và Virginia trân trọng gửi lời chào hỏi đến cộng đồng quý vị. Ngoài ra còn có phần văn nghệ thật rộn ràng của các giọng hát của các ca sĩ địa phương và các ca sĩ đến từ Cali. Thank you.
nhiều hoạt động phong phú khác, tạo bầu không khí vui tươi, nhộn nhịp. Ngoài ra, khách tham dự có thể đến các gian hàng bày bán các món ăn, các gian hàng trò chơi cho các em nhỏ. Xen kẽ phần văn nghệ là phần bán vé số với nhiều phần quà giá trị. Và bây giờ, thưa quý vị, một lần nữa, chúng tôi là Lý Giao Long và Trần Tường Vi. Xin hân hoan chào đón quý vị đến chương trình Hội Chợ Xuân Canh Tí 2020. Xin chúc quý vị một năm mới dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng. Kính thưa quý vị, vừa rồi là một số hình ảnh trong lễ khai mạc Hội Chợ Tết Xuân Hy Vọng của Giáo họ Đức Mẹ La Vang. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau. Yên Phương tường trình từ Centerville, Virginia.